Rồi, hello, xin chào cả nhà ha. Em quá nay tiếp tục lên sóng ha. Trước khi lên sóng em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát đài phát đạt. Thường thường em hỏi em giới thiệu con này 500 là với điều kiện là không thử, không test. Này 550 là test, gũi go nó hư là lỗ. Con xài được thì giá 550. Ha, nay em lại nhà bà chị kế bên gần này nè, bà còn xài điện thoại bàn mới thử. Chứ giờ điện thoại này không biết đường đâu thử nữa. Nghe gọi rõ nha. Ngoại hình đẹp, không hư, không bởi, không nứt gì hết. Dây đồ ok đầy đủ hết ha nè. Giờ em gọi thử ha. Điện thoại này bình thường nè. Đó. Em dở lên nè. Không. 9 1 3 3 9 6 4 8 0 Nãy có bấm lộn không ta? Để em bấm lại coi. 0913. Đợi em tí xíu nha. Là như thiếu cái số nào hay sao á? 0913 3 9 6 4 8. Mình lại thiếu số 3. Đúng rồi. Đó, ok nha. Tại vì cho xưa mình bán nước á, nãy là nước chú tiếng phân á. Đây, nhà vật tư nông nghiệp ta bán phân nè ha. Rồi, là ok nha, xả tốt nha, nghe rõ đàng hoàng. Mình thử test rồi nha, quý khách, cô chú yên tâm. Đó. Nè, giờ đang gọi phải không, mình tắt này nha. Đó, ok không, hợp tình hợp lý nha. Nguyên xe nguyên bản, nặng ký chính. Đó. Quá tuyệt ha. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.